Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đến với những diễn biến của giải bóng chuyền trẻ vô địch quốc gia 2023. Và ngày hôm nay sẽ tiếp tục là ngày thi đấu với những trận đấu tứ kết. Trận đấu đầu tiên trong ngày hôm nay sẽ diễn ra giữa hai đội Vietinbank và Thái Nguyên. Đây là trận đấu tứ kết thứ 3 ở nội dung thi đấu của nữ. Trước đó thì Kinh Bắc Bắc Ninh đã vượt qua Hóa chất Đức Giang Tia Sáng. Còn Bộ Tư lệnh Thông tin đã đánh bại Vĩnh Long. Những trận đấu diễn ra trong ngày hôm qua đều có tỷ số là 3-0. Nhưng cặp đấu giữa Vietinbank và Thái Nguyên ngày hôm nay được dự báo sẽ là một trận đấu cân bằng và khó đoán hơn, đặc biệt là với những gì mà Thái Nguyên đã thể hiện ở vòng bảng. Trong trận này thì cao thủ Thái Nguyên là những người thi đấu trong chèo đấu màu trắng và sẽ là đội thi đấu ở phần sân bên phía tay phải màn ảnh của quý vị và các bạn trong set đấu đầu tiên. Còn các cầu thủ Vietinbank trong chèo đấu xanh đậm là đội sẽ thi đấu ở phần sân bên phía tay trái trong set 1. Và trận đấu sẽ bắt đầu với tình huống phát bóng của Vietinbank. Điểm số đầu tiên thuộc về Vietinbank. Đường chuyền cho Ló Thị Đào. Bóng ngoài. Và chặn bóng không thành công của cầu thủ Thái Nguyên. Và trận đấu đầu tiên kết thúc với chiến thắng 25-21 cho Vietinbank. Và trận đấu giữa đuổi tỷ số hấp dẫn cho tới tỷ số 20-20. Và sau lần hội ý thứ hai trong set 1 của huấn luyện viên Nguyễn Thị Hiền thì Vietinbank đã bứt phá mạnh mẽ để có được chiến thắng 25-21. Điểm số đầu tiên trong set đấu thứ hai thuộc về các cầu thủ Vietinbank. Có tới 5 set point cho các cầu thủ Thái Nguyên. Vẫn còn. Không được. Và như vậy set đấu thứ hai thuộc về Thái Nguyên với tỷ số là 25-19. Tỷ số trận đấu được cân bằng 1-1. Cuối đầu giữa Vietinbank và Thái Nguyên đang diễn ra cân bằng. Đúng như những gì mà người ta kỳ vọng ở cặp đấu này. Với set đấu thứ 3, trận đấu giữa Vietinbank và Thái Nguyên. Tỷ số lúc này đang là 1-1. Cao thủ Vietinbank là những người đã giành chiến thắng trong set đấu đầu tiên với tỷ số là 25-21. Nhưng set đấu thứ 2 thì Thái Nguyên liên tục dẫn điểm với phong độ rất cao của Đặng Thị Hồng để có được chiến thắng với tỷ số. Lại là một pha đập bóng không thành công của Hải Yến. Set đấu kết thúc với chiến thắng 25-21 cho Thái Nguyên. Và bây giờ thì Thái Nguyên là những người đang có một tâm lý hưng phấn để có thể hướng tới thắng lợi chung cuộc. Và set đấu thứ tư chắc chắn sẽ là một set đấu khó khăn của Vietinbank. Điểm đầu tiên của set đấu thứ tư thuộc về Vietinbank. Một set đấu phải thắng của các cầu thủ Vietinbank nếu như muốn tiến vào bán kết. Lê Thị Hằng.
Bóng đi thẳng ra ngoài. Tỷ số là 2-0. Cầu thủ Thái Nguyên. Cơ hội cho Đặng Thế Hùng. Và Đặng Thế Hùng đã kết thúc được trận đấu này. Chiến thắng với tỷ số 25-19 trong set đấu thứ tư. Và các cầu thủ Thái Nguyên sẽ tiến vào bán kết để tái đấu với Bộ Tư lệnh Thông tin. Đối thủ đã vượt qua họ trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng với tỷ số 3-2. Một chiến thắng ngược dòng cho Thái Nguyên sau khi đã để thua ở set đấu đầu tiên với tỷ số là 21-25. Nhưng sau đó sự xuất sắc của Đặng Thi Hồng đã giúp cho Thái Nguyên giành chiến thắng ở 3 set đấu tiếp theo với các tỷ số lần lượt là 25-19, 25-21 và 25-19.